đã đến với lễ trao giải VTV Awards. Ấn tượng VTV. Và giải thưởng ấn tượng VTV 2014 là tiền đề cho chúng tôi khởi động giải thưởng vào năm sau. VTV Awards ấn tượng VTV 2015. VTV Awards chuyển động 2016. Điểm hẹn 2017. 2018 sắc màu. 2019 thách thức. 2020 dấu ấn. VTV Awards hành trình nhiệm màu. Chào năm mới 2023 ấn tượng. Một mùa ấn tượng VTV Awards lại đến, và năm nay kỷ niệm 10 năm giải thưởng uy tín và danh giá này của Đài Truyền hình Việt Nam. Quả thật có quá nhiều những cảm xúc đáng nhớ và những kỷ niệm mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị ngay bây giờ. Giờ phát sóng bông hoa nhỏ, tuổi thơ vẫn đợi chờ, thương lên sóng lúc bây giờ. Những ai yêu khoa học thì vẫn nhớ những chương trình như CKX, như VKT phát mỗi tuần. Xin chúc mừng 5S Online. Bắt đầu từ tình yêu truyền hình, niềm tự hào khi được là một phần của VTV. Hành trình 10 năm của giải thưởng ấn tượng VTV Awards là một hành trình đáng nhớ. Xin được chúc mừng chương trình Cặp Lá Yêu Thương. Những giải thưởng đã tìm được những chủ nhân xứng đáng, góp phần trở thành động lực to lớn thúc đẩy báo chí, văn hóa ngày càng đa dạng, lành mạnh và có giá trị hơn. Tâm rất là vui mừng khi được nhận giải ca sĩ ấn tượng của VTV. Em xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Chúng tôi sẽ sáng tạo ra sao để giữ được cái sự yêu mến của quý vị khán giả giống như là bao nhiêu thế hệ đã từng làm. Cho những khán giả, đặc biệt là những chiếc lá lành. Đây là chiến thắng của sự tử tế và chuyện tử tế. Xin cảm ơn. Tôi thật sự là hồi hộp quá. Không biết nói cái gì cả. Tôi không biết nói gì cả. 10 năm với nhiều thay đổi, từ các hạng mục cho tới cách thức tiếp cận công chúng để phù hợp đi cùng với sự vận động của xã hội. Nếu nhìn về một hành trình gần 10 năm của VTV Awards, có thể thấy ngay từ ban đầu thì những cái giải thưởng có vẻ như tập trung vào các tác phẩm và những đối tượng là những người làm truyền hình. Nhưng sau đó dần dần đã được mở dần hơn đến với công chúng, và đến giải thưởng năm nay thì gần như lại đặt cái sự bình chọn cũng như cái đánh giá dành cho công chúng rất là nhiều. Vì vậy chúng tôi đang chuyển dịch theo cái hướng mong muốn là làm thế nào để VTV Awards ngày càng giành được cái sự tin yêu của công chúng và thu hút được sự quan tâm của khán giả đối với các chương trình cũng như là những gương mặt nghệ sĩ, những người làm truyền hình. Năm nay, số lượng hạng mục có thể nói là được rút gọn nhất với 8 hạng mục: phim tài liệu ấn tượng, chương trình sáng tạo của năm, gương mặt trẻ ấn tượng, diễn viên nam ấn tượng, diễn viên nữ ấn tượng, phim truyền hình ấn tượng, chương trình giải trí ấn tượng, hình ảnh lan tỏa. Các chương trình của VTV cho chúng ta nhìn thấy cuộc sống xung quanh mỗi ngày của chúng ta đang diễn ra như thế nào, để làm sao cuộc sống xung quanh chính mình và những người thương yêu của mình trở nên tốt đẹp hơn, trong sáng hơn. Thật ra thì hạng mục nào cũng sẽ có những giá trị riêng, cũng phản ánh công sức và tâm huyết của những người làm truyền hình. Năm nay rất nhiều chương trình có sự đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức. Hãy cùng điểm lại những đề cử trong nhóm hạng mục chương trình. Các phim tài liệu ấn tượng đã giúp cho khán giả nhìn nhận về vấn đề thời cuộc theo cách nhìn mới mẻ, gần gũi và thực tế nhất. Chúng tôi bị bao vây bởi bộ đội Việt Nam ở khắp nơi, khắp mọi nơi. Với tôi là hạng mục phim tài liệu ấn tượng chính là hạng mục tôi yêu thích nhất, năm nào tôi cũng chờ đợi. Có những phim rất là xúc động, nước mắt đã rơi. Và mình không chỉ xem một lần để mình chấm đâu. Có những phim hay đến mức độ mà mình xem lại lần thứ hai. Làm gì em cũng sợ. Em không làm gì mà không em cũng sợ nữa. Top 3 hạng mục chương trình sáng tạo của năm gồm Hoa Xuân Ca, Tạp chí Kinh tế đặc biệt Net Zero, và cuối cùng là Gala Tiếng Mẹ Thân Thương. Chúng tôi đã biến một cái câu chuyện có thật về hành trình 1000 ngày tìm mẹ của một cô gái người Thụy Điển gốc Việt. Và cái hành trình đấy chúng tôi đã muốn được sân khấu hóa, chuyển nó thành một vở kịch hình thể trên sân khấu. Mẹ!
Xét cho cùng thì sự sáng tạo không phải là để thỏa mãn một cá nhân hay một tập thể nào đó, mà đối với những người làm truyền hình như chúng tôi thì sáng tạo là để phục vụ tốt hơn những khán giả thân yêu của mình, để mang tới những chương trình hay hơn, ấn tượng hơn, khác biệt hơn, nhưng đồng thời cũng phải mang lại những cảm giác thật thân thuộc và gần gũi, kết nối các thành viên trong gia đình trước máy thu hình. Top 3 hạng mục chương trình giải trí ấn tượng là Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Chúng ta đều mang một cái tâm thế rất đặc biệt khi bước vào một cái sự hội ngộ như này. Tụi mình sống thật đi, tụi mình cứ thoải mái thôi. Hành trình rực rỡ. Hà Nội xin chào. Có hẹn cùng thanh xuân. Chị này lớn đẹp quá. Chúng tôi nói rằng chúng tôi được sống quay trở lại với thời thanh xuân của mình. Chúng tôi nói rằng chúng tôi được tiếp xúc với tất cả các bạn trẻ thanh xuân của thế hệ đương đại. Và chúng tôi nói rằng chương trình này rất có thể sẽ đồng hành cùng với các bạn thanh xuân ở thế hệ trong tương lai. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà cứ nối tiếp các cái thế hệ với nhau và đến với nhau bằng một cái tình cảm chân thành. Thưa quý vị, những nội dung, những chương trình càng trở nên vô giá khi chúng có giá trị kết nối con người lại với nhau. Có những người bạn chia sẻ những bài post và tag tên nhau trên mạng xã hội, hay cả gia đình cùng ngồi trước TV bàn luận sôi nổi, hay thậm chí có những người xa lạ nhưng có thể cùng nhau nói về một bộ phim hay một câu chuyện phóng sự hấp dẫn. Chính lúc đó, VTV cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi là một phần của sự kết nối đặc biệt ấy. Tôi thấy bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu là một bộ phim hay về ý nghĩa về tình cảm gia đình. Em mong là bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu sẽ chiến thắng giải thưởng phim truyền hình ấn tượng. Chúng ta thương mẹ cháu đi, mẹ cháu bị tai nạn kinh nặng. Bác nhà cháu nhỏ không có tiền để chữa bệnh, không có tiền để làm sao. Có bộ phim khác mình cũng khá để ý trong thời gian gần đây, đó chính là bộ phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao. Mình cảm thấy là nó khắc họa rõ nét cái cuộc sống vất vả mưu sinh của những người dân lao động. Anh em 47 là nhà, dẫu không một mẹ vẫn là anh em nhé. Tôi thì tôi xem nhiều nhất là vẫn là phim Gia Đình Vui Bất Thình Lình. Còn Một Lời Vợ. Một, hai, ba. Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là bộ phim duy nhất có cả 3 nữ diễn viên được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên ấn tượng. Càng diễn Hà, thành thật mà nói là Phương càng thấy cô ấy rất là dễ thương. Bởi vì bản thân cô ấy là một đứa trẻ cũng không biết có bao giờ lớn hay không. Thế tại vì sao ngày hôm nay em sang tận nhà anh khóc lóc rồi còn định tự tử nữa? Mình là lứa diễn viên trẻ cần phải trau dồi, cần phải cố gắng hơn nữa. Thì năm nay mình cũng nghĩ rằng được lọt vào top 3 nó là một cái cột mốc để đánh dấu sự nghiệp của mình rồi. Mai, em đồng ý làm người yêu anh nhá. Bố mẹ cứ ăn vạ, gào khóc thoải mái. Có bao giờ khản cổ rát họng ấy, gọi thằng này một tiếng. Cho dù đàn ông trên thế giới này có chết hết đi chăng nữa, thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ thèm đến với người đàn ông hãm cạnh cách như anh. Khán giả chính là đối tượng trung tâm mà VTV luôn hướng tới. Họ đang nghĩ gì, muốn xem gì, khẩu vị đã thay đổi ra sao. Và thưa quý vị, trong thời đại mà kỹ thuật số, truyền thông bùng nổ, thì khán giả lại còn có vai trò lớn hơn thế. Có khi họ chính là tác giả hoặc đồng tác giả tạo nên những tác phẩm truyền hình. Điều chúng tôi muốn nói chính là hạng mục hình ảnh lan tỏa. Hình ảnh lan tỏa là những hình ảnh do phóng viên của VTV ghi lại, do cộng tác viên hay khán giả ghi lại và gửi về VTV, hoặc là hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội đã được kiểm chứng về tính xác thực, gây ấn tượng mạnh đến người xem, truyền cảm hứng tích cực đến xã hội. Top 3 năm nay bao gồm Cờ Tổ Quốc Theo Ngư Dân Vươn Khơi. Một cái lá cờ treo phiên là một cái mốc sống di động ở trên biển. Hình ảnh cõng vật liệu lên núi làm nhà cho người nghèo đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Thầy đi qua đò, qua sông, dù có khó khăn, tôi cũng quyết tâm có cái nhà ở an sinh cho người dân cách tốt nhất. Cuối cùng là hình ảnh Nguyễn Thị Oanh cùng 4 huy chương vàng phi thường tại SEA Games 32. Đã làm được tại SEA Games 32. Lịch thi đấu dày, hai nội dung thi đấu liên tiếp, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành huy chương vàng. Nguyễn Thị Oanh cũng là nhân vật được đề cử trong top 3 gương mặt trẻ ấn tượng. Đây là hạng mục đề cử mới của giải thưởng ấn tượng VTV Awards 2023. Hai gương mặt còn lại trong danh sách top 3 gồm quán quân Việt Nam Idol Hà An Huy, Phạm Thiên Ân, đạo diễn bên trong vỏ kén vàng,
bộ phim đầu tiên có đạo diễn Việt giành giải camera vàng tại Liên hoan phim Cannes. Anh muốn cho khán giả đi vào một cái thế giới thực trước tiên, cái thế giới mà họ tin là nhân vật này tồn tại. Mình nghĩ rằng cái hình ảnh của Nguyễn Thị Oanh đã lan tỏa rất nhiều tới các thế hệ, đặc biệt là thế hệ thanh niên, thế hệ trẻ. Chúng ta chiêm nghiệm được cái bản lĩnh và cái khát khao làm sáng rực ngôi sao vàng ở trên ngực trái. Em cảm thấy là cái hình ảnh ngư dân mang cờ khi mà ra khơi, nó vừa thể hiện cái tình yêu đối với đất nước của ngư dân và cũng là một hành động để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tính đến đầu 2023, Việt Nam có 78 triệu người dùng Internet, chiếm gần 80% dân số. Xu hướng tiếp cận các thông tin, các ấn phẩm truyền thông qua nền tảng số ngày càng phổ biến. VTV cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy và hiện đã xây dựng một vũ trụ VTV với nhiều phương thức phát hành. Từ TV truyền thống cho tới nền tảng VTV Go hay sự hiện diện trên tất cả các mạng xã hội. Ở VTV năm nay hướng đến một cái đề tài tôi nghĩ là khá thú vị, đa sắc, được hiểu là rất nhiều những cái thể loại, những chương trình, các hình thức sáng tạo, các nhóm đối tượng khán giả và đặc biệt là với truyền hình Việt Nam thì hiện nay chúng tôi cũng đang phải thực hiện cái mong muốn đấy là phân phối và đưa đến nội dung cho khán giả qua rất nhiều những nền tảng, đa nền tảng. Vì vậy cái đa sắc, được hiểu, cái sự đa dạng, sự phong phú và cái tính chuyên môn ngày càng cần phải đòi hỏi tốt hơn, chuyên nghiệp hơn để phục vụ cho nhu cầu của công chúng. Như vậy là chỉ chưa đầy 24 giờ nữa, kết quả của giải thưởng ấn tượng VTV Awards sẽ được công bố. Chủ nhân của những chiếc cúp sẽ được vinh danh. Và giá trị của nó không chỉ nằm ở một khoảnh khắc mà còn lâu dài. Đó là sự ghi nhận, tôn vinh và là động lực lớn lao để thúc đẩy những hành trình mới. Vào ngày mai, lễ trao giải cũng là lúc mà VTV cùng với quý vị khán giả thân yêu sẽ khởi đầu một năm mới với thật nhiều cơ hội, thách thức và cả những niềm hy vọng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trực tiếp trên VTV1. Chương trình đón chào năm mới 2024. Chúc tuyệt vời thật đặc biệt. Niềm lạc quan. Hướng tới một năm mới rực rỡ hơn, hứng khởi hơn. Chúc mừng năm mới! Đón xem chào năm mới đa sắc 2024 truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV Go.